Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin đã tăng trở lại sau khi Bitcoin ETF Spot chính thức được phê duyệt tại Hoa Kỳ. Giá có thời điểm vượt mức 47.000 đô la để tiến gần đến 48.000 đô trước khi giảm trở lại về mức giá hiện tại. SEC vào ngày 10 tháng 1 theo giờ Mỹ đã phê duyệt các quỹ Bitcoin ETF Spot đầu tiên được niêm yết tại Hoa Kỳ. Đây là một bước ngoặt cho Bitcoin và toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử trị giá 1,7 nghìn tỷ đô la. Thông báo được đăng tải chính thức trên trang web của SEC. Cơ quan đã phê duyệt các đơn đăng ký bao gồm BlackRock, Arca Invest, 21Share, Fidelity, Invesco và VanEck. Trong số những đơn đăng ký khác, một số sản phẩm dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch sớm nhất là vào ngày 11 tháng 1. Các sản phẩm Bitcoin ETF giao ngày đã đấu tranh trong một thập kỷ. ETF là yếu tố thay đổi cuộc chơi đối với Bitcoin, giúp các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ tiếp cận với loại tiền điện tử lớn nhất thế giới mà không cần trực tiếp nắm giữ nó, đồng thời là động lực lớn cho ngành công nghiệp tiền điện tử đang bị bao vây bởi một loạt vụ bê bối. Các nhà phân tích của Standard Chartered trong tuần này cho biết, các quỹ ETF có thể thu hút từ 50 tỷ đến 100 tỷ đô la chỉ trong năm nay, có khả năng đẩy giá Bitcoin lên tới 100.000 đô. Các nhà phân tích khác cho biết, dòng vốn vào sẽ đạt gần 55 tỷ đô la trong 5 năm tới. Đó là một điều vô cùng tích cực khi thể chế hóa Bitcoin như một loại tài sản. Việc phê duyệt ETF là một lời khẳng định đánh thép trong việc hợp pháp hóa Bitcoin. Việc Bernanke đánh dấu sự quay đầu của SEC, cơ quan đã từ chối Bitcoin ETF trong một thập kỷ do lo ngại chúng có thể dễ dàng bị thao túng. Chủ tịch SEC Gary Gensler cũng là một người hoài nghi gay gắt về tiền điện tử. Hy vọng được SEC phê duyệt các quỹ Bitcoin ETF đã tăng vọt vào năm ngoái, sau khi Tòa phúc thẩm Liên bang Hoa Kỳ ra phán quyết rằng cơ quan này đã sai khi từ chối đơn đăng ký từ Grayscale Investment để chuyển đổi GBTC thành một quỹ ETF. Phán quyết đó buộc cơ quan này phải xem xét lại quan điểm của mình. Trong một tuyên bố, Gary Gensler nói rằng, theo phán quyết của tòa án, việc phê duyệt các sản phẩm là con đường bền vững nhất về phía trước, nhưng nói thêm rằng, SEC không xác nhận Bitcoin. Họ vẫn giữ quan điểm Bitcoin một loại tiền có rủi ro và dễ biến động. Michael Sonnenschein, giám đốc điều hành của Grayscale cho biết, giống như nhiều nhà đầu tư tương lai của Grayscale, chúng tôi tin rằng Bitcoin có thể thay đổi thế giới. Chúng tôi rất vui mừng trước triển vọng dân chủ hóa quyền truy cập vào tài sản này thông qua phương tiện đầu tư do Hoa Kỳ quản lý. Douglas Jones, người đứng đầu bộ phận sản phẩm giao dịch trao đổi tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York, nơi một số sản phẩm sẽ được niêm yết, cho biết việc phê duyệt cũng là một cột mốc quan trọng đối với ngành ETF. Anthony Russell, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào dòng vốn dự kiến trong vòng 24 đến 48 giờ đầu tiên. Các dự báo có phạm vi từ đáng kể đến phá kỷ lục, với một số dòng tiền có thể zoom lên tới hàng tỷ đô la, một kỳ tích chưa từng có trong lĩnh vực ETF. Russell cũng báo cáo về khả năng đánh giá thấp của những tác động lâu dài đối với thị trường Bitcoin. Các tổ chức tài chính có hơn 100.000 tỷ đô la tài sản được quản lý, và một phần trong số tiền đó có thể được phân bổ cho Bitcoin. Điều quan trọng là phải nhận ra rằng, các tổ chức có thể tuân theo quy trình hợp pháp và điều hướng các vòng pháp lý để kết hợp Bitcoin vào chiến lược đầu tư của họ. Một hành trình có thể kéo dài vài tháng. Các chuyên gia khác dự đoán sẽ có một số biến động trong vài ngày tới. Stuart Barton, đồng sáng lập tại Volatility Share cho biết trong một cuộc phỏng vấn, các quỹ Bitcoin ETF giao ngày dự kiến sẽ theo dõi Bitcoin cơ bản, nhưng các quỹ ETF đó sẽ rất lớn và sẽ có nhiều khoản đầu tư mới trong một hoặc hai ngày đầu tiên sau khi giao dịch. Cuối cùng, một thông tin khác cũng rất quan trọng, phán quyết của tòa án trong vụ Grayscale đã ảnh hưởng đến việc phê duyệt Bitcoin ETF giao ngày. Chủ tịch SEC Gary Gensler đã đưa ra tuyên bố về việc phê duyệt tất cả 11 ứng dụng Bitcoin ETF. Gary Gensler cho biết, không giống như những lần từ chối trước đó, có một số yếu tố dẫn đến sự chấp thuận của tất cả các quỹ Bitcoin ETF giao ngày. Việc đề cập đến SEC so với Grayscale đã được đưa ra trong tuyên bố, ám chỉ ảnh hưởng của vụ việc đối với quyết định phê duyệt. Dù thừa nhận thất bại, nhưng chủ tịch SEC vẫn không thay đổi lập trường của mình đối với thị trường tiền điện tử hay Bitcoin. Ông đã tuyên bố rằng việc phê duyệt sẽ không báo hiệu sự sẵn sàng của ủy ban trong việc phê duyệt các tiêu chuẩn niêm yết đối với chứng khoán tài sản tiền điện tử. Ông nói thêm, việc phê duyệt cũng không báo hiệu bất kỳ điều gì về quan điểm của ủy ban đối với tình trạng của các tài sản tiền điện tử khác theo luật chứng khoán liên bang hoặc về tình trạng không tuân thủ hiện tại của một số người tham gia thị trường. Như tôi đã nói, phần lớn tài sản tiền điện tử là hợp đồng đầu tư và do đó phải tuân theo luật chứng khoán liên bang. Đáng chú ý, chủ tịch Gary Gensler đã tích cực lên tiếng về mối nguy hiểm của thị trường tiền điện tử ngay cả trước khi có thông báo phê duyệt. Chủ tịch đã thực hiện hai dòng tweet trên tài khoản X chính thức của mình vào đầu tuần này về thị trường tiền điện tử. Cả hai dòng tweet đều cảnh báo người dùng về nhược điểm của việc đầu tư vào tiền điện tử. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.